Xin chào các bạn, Ri đã quay trở lại rồi đây. Bình thường các bạn hay thấy là Ri in hình sticker các nhân vật trong anime để trang trí sổ, hoặc là các bạn thấy Ri in hình thật để trang trí lookbook chẳng hạn, thì các bạn thắc mắc là Ri in sticker như thế nào. Thì video hôm nay Ri sẽ chia sẻ tất tần tật những cái kinh nghiệm của Ri về việc in sticker, không chỉ là in sticker để mình trang trí sổ mà là còn những cái dạng sticker gọi là hơi thương mại một xíu. Nó sẽ không chỉ có ích cho các bạn học sinh sinh viên mà còn có thể có ích cho các bạn chủ shop muốn in sticker logo hoặc là những cái ấn phẩm dùng cho kinh doanh nhỏ của mình. Trong video này Ri không chỉ muốn chia sẻ mà còn muốn tạo điều kiện cho các shop có thể đưa thông tin về shop của mình cho các bạn xem video biết đến hơn. Đồng thời thì các bạn cũng có thể chia sẻ những cái shop mà mình hay in thấy ok cho các bạn khác cùng biết. Nên là các bạn hãy xem hết video để mình có thể chia sẻ như thế nào ha. Muốn in cái gì đó thì mình phải có file để in đã, đúng không? Ngoài những cái hình cá nhân ra thì các bạn có thể tìm hình trên mạng. Những nơi mà Ri hay tìm hình đó là Pinterest, Instagram hoặc là Google. Các bạn nhớ đao hình chất lượng cao một tí xíu. Còn nếu các bạn tự thiết kế thì có thể sử dụng app Canva, là một app có những cái template thiết kế sẵn rất là hữu dụng luôn. Và các bạn có thể đao những cái hình chất lượng cao dùng để thiết kế ở những trang web free như là Freepik hoặc là Rawpixel. Nếu mà các bạn có những cái nguồn hình nào free hữu ích, các bạn hãy share cho các bạn khác ở comment bên dưới ha. Để in sticker thì thường mình sẽ phải ghép những cái tấm hình nhỏ nhỏ lại thành một cái tấm lớn. Thì app lý tưởng mà Ri sử dụng đó là BigArt. Thì BigArt vừa giữ lại được chất lượng hình cao, đồng thời thì khá là dễ dùng. Các bạn có thể ghép nhiều hình lại bằng tính năng là collage. Nó sẽ ghép từng ô. Hoặc là các bạn có thể dùng tính năng là add picture. Nó sẽ thêm từng hình vào mà mình thêm không giới hạn được luôn. Hoặc nếu các bạn muốn cắt chủ thể ra khỏi nền thì các bạn có thể sử dụng tính năng là cut out. Có một video chỉ riêng về cái này, Ri sẽ để dưới comment cho các bạn xem. Cuối cùng thì Ri sẽ lưu lại với cái tỷ lệ là 3:4 hoặc là tỷ lệ 2:3. Đây là cái tỷ lệ phù hợp cho in A4 hoặc là in A5. Còn nếu có điều kiện dùng máy vi tính thì các bạn có thể sử dụng Photoshop hoặc là PowerPoint để ghép hình lại với nhau. Nếu dùng PowerPoint thì các bạn nên lưu với định dạng là PDF. Ngoài ra các bạn cũng cần kéo xuống mục Tools và bấm vào Compress Picture, chọn mục Print hoặc là từ 220 dpi trở lên. Nếu không thì file lưu ra hình chất lượng sẽ kém đó. Còn nếu sử dụng Photoshop thì các bạn phải để ý cái hệ màu. Mình nên chọn CMYK để khi in ra nó sẽ được đúng màu và đẹp hơn. Ngoài ra các bạn cũng cần kiểm tra cái phần image có cái chỗ resolution. Mục này phải có giá trị từ 150 đến 300 dpi thì chất lượng in ra mới rõ nét được. Có một cái các bạn hỏi mình rất nhiều là đem file ra tiệm như thế nào khi các bạn không có USB. Các bạn có thể tự gửi mail cho chính mình. Và khi ra tiệm các bạn xin email của chủ tiệm và gửi email lại cho người ta kèm theo cái đính kèm đó. Các bạn chỉ cần bấm forward là được. Hoặc là các bạn có thể tự gửi những cái đó qua truyền file ở trên Zalo và xin Zalo của bên tiệm và gửi cho người ta. Một cách nữa là các bạn có thể xin máy của tiệm á để các bạn đăng nhập vào trong email của các bạn và các bạn download về. Nhớ là phải đăng xuất sau khi tải về nhé. Dễ thấy nhất đó là tiệm photocopy. Thường á thì có nhiều tiệm photocopy sắm máy in foam để phục vụ cho in màu. Các bạn có thể nhờ in thử trước 1-2 tấm xem là chất lượng có đẹp hay không, rồi các bạn quyết định là in nhiều ở tiệm đó. Nếu hên á thì mình có thể gặp được tiệm đầu tư máy đẹp và in ra chất lượng rất là xinh. Hoặc là các bạn có thể tìm đến những cái tiệm mà chuyên in ấn phẩm quảng cáo, chất lượng in của họ sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì họ sẽ ít khi nào nhận in lẻ, và in lẻ thì giá nó cũng sẽ hơi mắc một xíu. Mỗi khi đi tới đâu mà cần in, Ri sẽ ngồi Google thử xem là xung quanh có cái chỗ nào in ấn không, rồi Ri sẽ gọi điện tới và Ri check giá với họ xem là in cái định lượng đó, giấy đó, bao nhiêu mẫu đó thì giá bao nhiêu, rồi Ri quyết định là có tới in hay không. Thì Ri sẽ để một số tiệm mà Ri đã từng in ở dưới comment cho các bạn có thể tham khảo. Chủ yếu là ở thành phố Hồ Chí Minh và khu vực trung tâm thành phố thôi. Giá in một tờ A4 ở một tiệm photocopy bình thường Ri nhớ là tầm từ 5 đến 10 ngàn. Còn những cái tiệm in mà chuyên á thì Ri nhớ là một tờ A4 in màu giá tầm 15 đến 20 ngàn một tờ. Nếu các bạn in ít, in số lượng từ 10-20 trở lên thì nó sẽ khác. Nhược điểm của hai loại hàng in ở trên là thường không có nhận cắt theo cái viền sticker của các bạn, mà nếu có nhận thì nó cũng rất là cao. Có lần Ri hỏi thì một tấm A3 người ta cắt, người ta tính giá tới khoảng
một trăm mấy chục ngàn lận, Ri nhớ vậy. Nên là các bạn sẽ muốn cân nhắc đến dạng cửa hàng thứ ba, đó là các bạn mở shop sticker ở trên TikTok, Instagram, Facebook đồ nè. Thì các bạn đó sẽ có máy cắt sticker sẵn ở nhà. Cái máy đó thì nó có thể cắt mọi dạng viền sticker luôn. Nên là Ri sẽ để một số bạn mà Ri biết ở phần comment cho các bạn tham khảo luôn. Nếu các bạn biết tiệm nào in đẹp, những in lẻ thì hãy comment cho Ri và các bạn khác cùng biết với nha. Ngoài ra thì các chủ shop sticker hoặc là những tiệm in có chất lượng tốt và nhận in lẻ cũng có thể reply xuống dưới comment Ri ghi ở trên đầu. Nhớ là comment theo cái form mà Ri để cho mọi người dễ theo dõi ha. Lúc đi in thì các bạn cần báo trước cho tiệm những thông tin sau. Thứ nhất là kích thước các bạn cần in cho mỗi mẫu là gì. Thứ hai, số lượng in cho mỗi mẫu. Thứ ba, loại giấy mà các bạn muốn in hoặc là loại sticker mà bạn muốn in. Thứ tư là các bạn có lưu ý nào không, chẳng hạn như cán màng bóng, màng nhám hoặc là cắt thành thành phẩm hay không. Cuối cùng là các bạn cần lấy vào thời gian nào. Đây là phần mà nhiều bạn quan tâm nè. Nếu mà các bạn in ở tiệm photo thường thì họ sẽ chỉ có giấy A4 bình thường hoặc là giấy bìa A4 trắng, định lượng tầm khoảng 180 gsm. Định lượng là đơn vị để đo độ dày của giấy. Định lượng càng cao thì giấy sẽ càng dày. Vậy thì nếu mà muốn in sticker ở ngoài tiệm, các bạn sẽ cần mua giấy có keo ở dưới đế. Thì các bạn có thể ra nhà sách, các bạn mua đề can. Và hai loại đề can thường bán ở nhà sách là đề can đế vàng và đề can đế xanh. Thì đề can đế xanh là cái mà các bạn nên mua, vì đề can đế vàng máy in mực nước bình thường in lên nó sẽ bị lem. Thì đề can đế xanh này Ri nhớ giá của nó ngoài tầm 1 đến 1.500, 2.000 gì đó thôi. Còn nếu mà các bạn muốn in postcard hoặc là những cái mà không cần phải có keo dính thì các bạn có thể mua giấy craft hoặc là giấy mỹ thuật hoặc là giấy vẽ màu nước ở trên Shopee hoặc là cửa hàng họa cụ tới và các bạn nhờ người ta in. Các bạn lưu ý là nếu mà in trên giấy craft thì nó hạn chế màu nhiều nhất có thể, đẹp nhất là các bạn in trắng đen hoặc là in nâu thôi. Lúc mua giấy để in postcard ở ngoài tiệm photo, các bạn để ý là đừng mua giấy có định lượng từ 200 gsm trở lên, vì giấy quá dày nó sẽ cần một cái máy in xịn có cơ kéo giấy khỏe mới in được. Các bạn mua dày quá thì máy nó sẽ không kéo giấy để in nổi, nên là hãy mua vừa vừa thôi. Hiện nay thì có rất nhiều cửa hàng nhận in sticker chuyên nghiệp và có thể cắt thành những cái hình cơ bản, chẳng hạn như là hình tròn, hình vuông mà không tốn quá nhiều tiền. Những cửa tiệm này có những cái vật liệu rất là đa dạng, có thể kể đến như là đề can giấy, là cái loại mà nhám nhám giống như đề can đế xanh mà nãy Ri đề cập. Loại thứ hai là đề can da bò, nó là cái này, nó cũng giống như giấy craft nhưng mà nó sẽ có một cái bề mặt dính, thì cái cách in nó cũng sẽ bị hạn chế một tí xíu giống như hồi nãy Ri nói. Loại thứ ba là đề can nhựa hoặc là đề can sữa. Đây là một sản phẩm được in bằng đề can nhựa, thì cái này nó sẽ chống nước, đồng thời người ta phải in bằng mực dầu nên là dính nước vô nó cũng sẽ không có bị bay. Đây là loại mà Ri rất là thích vì in lên cái bề mặt nó kiểu hơi nhám nhám nhưng mà không quá nhám và nó rất là đẹp, nói chung là đẹp. Đề can trong, loại này thì phù hợp với những bạn nào muốn in sticker logo dán lên trên ly nước hoặc là bánh kẹo đồ các loại, rất là đẹp luôn. Tuy nhiên lưu ý là rất ít máy in nào có thể in được màu trắng lên trên cái đề can trong này, nên nó cũng khá là hạn chế màu, phù hợp với những hình mà kiểu line art thôi. Nên là các bạn nhớ hỏi tiệm xem là in lên nó có đẹp hay không, hoặc là các bạn kêu tiệm in mẫu trước khi các bạn in số lượng nhiều. Loại cuối cùng mà Ri biết đó là đề can washi. Đó, cái loại này chỉ có một số ít shop có nhập về và in bán thôi. Chất của nó sẽ giống như là sticker hoặc là băng keo washi, nó sẽ rất là tiệp lên giấy và cái màu nhìn mịn mịn rất là xinh. Thường người ta sẽ tính theo kiểu mét vuông. Lần trước thì Ri in 500 cái sticker đường kính tầm 10cm, giá sẽ khoảng 600.000, nghĩa là khoảng 1.000 mấy một cái sticker. Nếu mà các bạn không cắt sẵn ra in kiểu liền như vậy thì có thể nó sẽ rẻ hơn. Nếu mà hầu bao của các bạn eo hẹp thì hãy trao đổi trước với tiệm qua email hoặc là Zalo hoặc là Skype xem là với cái số lượng như vậy thì giá nó như thế nào để mình cân nhắc. Còn nếu mà các bạn quyết định in và số lượng in của các bạn lớn thì các bạn phải kêu tiệm in mẫu cho các bạn, đồng thời là phải kiểm tra thật là kỹ lỗi chính tả cũng như là màu sắc để khi mà mình in ra thì nó không có bị sai, làm uổng tiền của mình.
Ri hy vọng là video này đã giúp các bạn có thêm kiến thức về in ấn và ra tiệm in đỡ bỡ ngỡ hơn. Nếu có phần nào mà Ri sơ sót thì cũng mong các bạn góp ý cho Ri, vì Ri nói trên kinh nghiệm của mình thôi chứ không có học ngành in nên không biết là nó có bị hỏng chỗ nào không. Những shop nào muốn giới thiệu đến các bạn xem video thì có thể reply ngay trên comment Ri ghim ở đầu ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.